Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Chồng của Vĩnh Long. Chồng luôn. Cưa này cưa kéo nha con, chứ không phải cưa đẩy nha, đừng có đẩy mạnh, kéo mạnh chứ không phải đẩy mạnh. Dạ. Học vừa ghé Long Xuyên học ngày nào? Dạ chưa. Nãy hôm chủ nhật này để coi coi hỏi ra rồi ghé Long Xuyên học lý thuyết đó đi. Dạ. Đó xuống Long Xuyên gần mà. Có sáu mấy cây chứ gì. Thì bây giờ ở đây cái nhánh này đánh xuống vậy được không? Còn cái này là làm sao, cái này làm sao mình phân tích rồi mình bỏ. Bây giờ cái này nè, mình thấy nó rối nè, cái này ở đây đây cái này nó bỏ nè, để lấy cạp bỏ nè. Phân tích coi từ từ mấy cái cây rắc rối rồi phải vậy đó. Nó lòi ra cái này để được hay không, để không được thì mình bỏ luôn, lấy cái này, nếu lấy cái này thì bỏ hai này, cưa bỏ luôn. Bé cưa thiếu nhàn là không được. Cái nhánh này đâu có làm gì được, cắt một khúc nữa mình làm chỗ cắt ngang này. Thank you.
nè, anh đưa vô nó gặp này nè. Này chỗ này dễ gặp nè. Đó, nó ăn. Anh ăn từ vô. Cái này mà đưa mạnh vô là nó tiêu liền. Làm cái này cho nó lỏng hơn, nó theo cái chiều này đúng không? Làm bụng rồi đó, làm nhẹ nhàng nha con, có dừng giặt vô mạnh quá cái là nó ấy nha. Em cái khẩu trang đó không đủ giặt đâu. Cái khẩu trang không đủ giặt đâu. Nó có khẩu trang mà. Ý là giặt hả thầy? Đâu có sư thuốc coi nè, sư thuốc không? Thôi nè, mẹ ơi đó. Còn cái kia mình cực kìa, lấy vô như gối cho rồi. Cái này là không chỉ đạo nữa mà tự sáng tạo. Bụi đầy màn hình của cô rồi đó Thâm. Yeah.
lấy theo cái đường này đi xuống bọc qua đây bỏ cái phần này coi như mới đẹp. Thì phải bên này sau à, bên này sau nhìn vô nó mới thấy cái nó mới hấp dẫn, còn như cái này thì về bệnh này. Cái này phải lượn theo nè, à, cái này cũng vậy. Giờ con thai vô cái cục mấy cái này phải rút vô rồi nè, mấy cái này đi cái cẩm nè, cái cẩm nè. Yeah.
đi cho nó có gân, còn cái này nè nhút lại. Vuốt là con để ý nè, vuốt cái này cho nó có cái đầu ảnh nè. Đây là đây. Nè, vuốt cho có đầu ảnh, chứ đừng có nâng. Con vuốt mà nâng quá coi nó không hay. Có đồ ảnh thì coi được rồi đó. Giờ mình vuốt cho nó tròn rồi anh chút nha. Rồi đó. Ừ. Cái này. Cái này dữ lắm mà chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy vậy chứ mà nó thành phẩm rồi là cây rồi đạt dữ lắm. Nó mạnh, nó gồ ghề mà nó mạnh bạo. Ở bên đây tôi mới đem mấy cây này làm ở đây, giữ lại trung tâm ở đây luôn, để nữa sau mấy cây này là giá trị nó cao nè. Còn thí dụ giờ đem qua bên mấy cái chỗ khác làm nó rồi để bỏ ra ngoài rồi không có người chăm sóc rồi nó hư cây, mình thử ra đem mấy cây thường thường. Còn mấy chỗ này là mấy cây ngặt ngặt không à, mà phải nghệ nhân thanh rồi đó, chế tác rồi. Thấy bây giờ biết tàn chưa, lấy dây đi thầy bắt tàn cho coi. Gỡ bển nha, không có qua đây nữa. Đây cây này để chật chật, nó đi xa lắm. Cây nào thanh làm đẹp thì chứ. Em mới có cầm cái máy mà, nãy giờ mấy anh làm. Thấy chưa? Thấy cái gì đây? Đây thêm cái này. Trời, người ta nói ra cô nên khen mà. Chị Thúc. Chết luôn, chị Thúc chết luôn. Chị là khó khăn. Kêu chú Ba bằng chú. Video mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.